tại sao mọi người lại chỉ quan đừng có chú Dương chịu si, thật sự không thích. Ê, chú Dương bé Lucy đi mọi người, đừng có chú Dương chịu si nha. Chú Dương bé Lucy anh chị rồi. Là background, Dami là center. Đọc cái từ là center đúng không anh? Đúng rồi, center, center đúng rồi mà, không phải là center mà là center đúng không? Center cái gì đây trời, sao có gì mà chú Ninh anh âm quá trời. Mọi người có muốn Dương mời live stream chung không? Thôi Dương nói thế thôi nhưng chắc Dương không mời được đâu. Thế mọi người cũng ở xa ấy. Mọi người cũng ở hơi xa, tại mọi người ở đâu tút, ở tút Hạ, Hạ Long. Xa đấy chứ trong Sài Gòn chắc có vẻ cũng dễ tận, nhờ Hạ Long. Nhờ mọi người đẩy thuyền đi, đẩy thuyền cho bên đây đi. Bị ở xa quá thật sự. Nếu mà ở Sài Gòn mời ngay lập tức, cho dù không nhận lời mời cũng sẽ booking ngay lập tức. Ok chưa? Nhưng mà ở hơi xa, ở tận Hạ Long. Nói chung là mọi người cũng có công việc của mọi người, tại chứ vì là hai đứa mình cũng là fan bên đó, tại vì làm content dễ thương mà, dễ thương vui chết. Kiểu chú Ninh là kiểu cứ kiểu bị mắc cười. Sao mắc cười vậy trời? Chị đã xem từ lúc mấy cái clip mà nói về vừa hải sản rồi. Anh chị đang nói ai vậy ạ? Anh chị đang nói một công ty đang rất là gọi là hùng mạnh hiện tại. Một công ty triệu đô có tên là Ninh Dương. Một công ty em ạ. Anh chị đang nói về một công ty rất là hùng mạnh. Mê cái miếng phô mai. Để cho tao mê cái miếng phô mai. Nào mày còn sợ, không ai có sợ đâu. Công ty hai thành viên đúng. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Hôm qua có coi show cởi mở, khách mời chị Lucy hay lắm mọi người ơi. Ừ, coi show gì podcast. Podcast. Ừ. Em ơi thật tình sự yêu là tuổi. Rất là hả? Hôm qua có một bạn nào đó, bạn ấy nói là em mới coi podcast bao cao su của chị Lucy. Là sao vậy? Ý là cái chương trình ấy nó tên là cởi mở. Của nó được tài trợ bởi Durex. Nó được tài trợ bởi Durex. Nói về những cái kiến thức cũng chưa được cởi mở lắm. Mà về bạn ấy comment giới tính. Mà bạn ấy comment là em mới coi podcast bao cao su